sẽ thi môn đầu tiên để chơi môn thứ hai. Let's go. A few moments later. Buôn chuyện xong thì hơi đói nên bọn mình quyết định đi ăn trưa luôn. Hôm nay thì sẽ ăn KFC tại vì mình cũng chưa ăn thử KFC bên Hàn lần nào. KFC nhà thì mình siêu mê món tát trứng, thế nên tất nhiên là phải order một em rồi. Mình gọi một cái burger này, với một khoai tây, cùng với một cái bánh ếch tát. Để xem là ếch tát đây có ngon như ở nhà không. Đâu đó lên lói vài tia thất vọng vì miếng gà khô quá là khô. Last class of the semester. Bọn mình đang đi ăn gà, ăn buổi học cuối cùng. Nhưng trên màn hình đã viết thì hôm nay mình sẽ thi bài cuối kỳ môn kinh tế. Biết trước là sẽ khó rồi, nên là dù thế nào thì mình cũng phải là quá. Đấy, nói chung là không sao cả. Thi cử thì cũng phải có lúc này lúc kia, nhưng mà lúc nào thi xong thì cũng phải tự thưởng cho bản thân một cái gì đấy. Mỗi lần thi xong mà bị cắt năng lượng ấy thì lần nào mình cũng sẽ ăn đồ ngọt. Bọn mình đến Vĩnh Hằng rồi, tức là The Maca. Hạt cơm tươi và mềm, mình khá là bất ngờ tại vì có hương thơm của cái mùi vị của nước cốt dừa. Món tiếp theo thì mình không biết đọc tên đâu, nhưng mà theo cái cách mà chị bạn Malaysia dạy mình thì được đọc là cha khoai theo, với từ cha có nghĩa là xào, và khoai theo là sợi bánh mà người ta xào lên ấy. Khi ăn thì mình thấy hơi giống bát Thái. Chị bạn mình giải thích là sẽ có sự khác nhau một chút về nguyên liệu. Với khẩu vị của mình thì mình thấy cả hai món đều rất là ngon và đậm đà. Chị ấy bảo rằng món này thì chưa chuẩn vị lắm đâu, làm mình cực kỳ tò mò về hương vị chuẩn của món này, bởi chiếc chuẩn đã thấy ngon rồi ấy. Cuối cùng thì hạt bên nam prawn mi, sợi mì thì siêu dài luôn. Nước dùng chung đó cho thế thôi mà không hề cay một chút nào hết, mà thay vào đó lại ngọt vị tôm. Thật ra đây mới là món cuối cùng này. Những xương thịt được tấm ướp rồi nướng lên này thì có tên là satay. Theo như đánh giá của người bản địa thì đây là món mà chuẩn vị nhất. Thì cả siêu mềm luôn ấy, nói chung là ưng. Đây là cách mà mình set camera để quay cảnh này mọi người ạ. Stop, I want to throw up.
Từ chỗ ăn thì phải đi bộ tầm 15 phút thì mới đến quán cà phê này. Quán có 2 tầng cùng với một khoảng sân nhỏ có đèn rất là xinh. Mô hình bánh ngọt trông khá đẹp mắt đây. Nhưng mà tại vì bọn mình no rồi nên là thôi gọi nước. Theo như mô tả của tiệm thì ở đây họ sử dụng hạt cà phê đến từ Thụy Điển. Nó không bị nhạt đấy, xong rồi nó còn mát mát và ngọt đấy, thơm thơm. Có lẽ đơn giản là vì mình khoái latte ngọt. Sau đó thì lại 20 phút đi bộ qua Lotte Tower tiếp. Vì đang trong đợt kỷ niệm 10 năm debut của BTS, thế nên là tòa nhà sẽ chuyển sang màu tím. Lúc đầu thì mình nghĩ cả tòa sẽ màu tím, ai ngờ một cái chọc mà. Ở trong rạp chiếu phim Lotte thì cũng có sự kiện, thế nên là bọn mình cũng tiện vào xem luôn. The last stamp, please stamp. Wow. Congratulations! You get the stickers now. Let's get into the line. Whoa! Thứ hai thì mình sẽ thi môn cuối cùng. Thế nên bây giờ mình sẽ đi ăn trưa rồi đi học với bạn mình. Vì trời khá là nóng nên bọn mình đã quyết định đi ăn cái gì để mát mát một tí. Đó chính là mì soba. Cái này người ta ăn như nào vậy cậu? Đây, không biết thì để chị chỉ cho. Đầu tiên là gấp sợi mì siêu dày này lên. Sau đấy chấm một bát nước chấm, ăn như bún chấm ở nhà thôi. Cái sợi mì soba siêu dày này lúc đầu ăn thấy kỳ kỳ. Sợi mì soba thì bình thường mình thấy ăn nó đã hơi bị cứng cứng rồi ấy. Lần này sợi lại còn dày nữa, thế nên là ăn càng dai. May là khi mà chấm cùng một bát nước sốt mặn mặn ấy thì ăn cũng khá là cuốn. Mình vừa thi xong môn cuối cùng rồi, mình là người đầu tiên bước ra khỏi phòng thi. Mặc dù chưa biết kết quả thế nào nhưng mà thi xong là thi xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ đợi bạn mình thi xong. Bọn mình đang tập thể dục tại vì vừa nãy ăn no quá. Tự dưng trời mát lắm luôn ấy. Mời xe đi bộ ra Tucson Park. Hi.
Vanessa bảo là cái này là cái cực kỳ nổi ở Indonesia. Cái này cực kỳ nổi ở Indonesia. What is this called? Mee goreng. Yes. Meatball bakso. Meatball is bakso, bakso is bakso. Bakso. Cái này là bakso. Nasi goreng eagle. Finally, I should try this. Day. Phần cơm rang thì hạt cơm rất là mềm. Mình thì lại thích hơi giòn giòn một tí cơ. Nhưng mà món mình thích nhất thì lại là mì goreng, mì xào. Ở Indo thì có mì Indomie khá nổi, mình cũng rất là thích ăn. Nhưng mà cái mì xào này ấy thì còn ngon hơn hẳn Indomie luôn. Mặn mặn, cay một chút xíu thôi và giòn nhẹ. Bọn mình đã đi hẳn một con đồi này, chỉ đi cà phê, vẫn chưa được nửa quãng đường nữa. Cái nhà này như nhà trong phim Hàn Quốc ấy. Rich. We're going up a slope. It's a bad way up. Oh my god. Bọn mình đến cà phê rồi đây, có tên là Rain Report. Với concept là mưa thì điểm nổi bật nhất của Rain Report là họ có một khoảng sân với chiếc vòi tự động tạo mưa cho mình sau mỗi 20 phút.